Vậy là một năm mới đã khép lại, một năm mới đang chuẩn bị đến gần. Là một nhân viên mới đảm nhiệm vị trí thư ký hành chính tại dự án, trong năm 2016 vừa qua, tôi đã được công ty tạo điều kiện cho tham gia một số khóa học để nâng cao kiến thức cho vị trí của mình, cụ thể như khóa học quản trị nhân sự. Qua khóa học, tôi cảm thấy bản thân mình đã được học hỏi, trải nghiệm và nâng cao kiến thức rất nhiều để từ đó áp dụng vào công việc được hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bản thân tôi vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót và cần nỗ lực hơn nữa về khả năng giao tiếp và cách áp dụng thực tế vào công việc. Năm mới tới, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa ở vị trí hiện tại để đảm bảo được chất lượng và hiệu quả. Năm 2017, tôi sẽ cố gắng thực hiện những dự định và kế hoạch trong năm 2016 mà tôi chưa làm được. Sang năm mới, tôi chúc mọi người trong gia đình luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, cuộc sống ấm no và tràn đầy hạnh phúc. Chúc công ty luôn ngày càng phát triển, thịnh vượng, tiếp tục những bước đi vững chắc trong chặng đường phía trước và khẳng định thương hiệu uy tín với khách hàng tại thị trường trong và ngoài nước.